Vào trung tuần tháng 9 vừa qua, nhận lời mời của Đại tướng Chăn Sạ Mòn Chăn Nha Lạt, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào, đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đã thăm chính thức Lào. Đây là chuyến thăm chính thức nước ngoài đầu tiên của Bộ trưởng Phan Văn Giang trên cương vị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, là một minh chứng sống động của mối quan hệ quốc phòng song phương Việt-Lào, đồng thời tạo sự thống nhất cao, tư tâm chiến lược trong việc đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực cụ thể, phát huy hiệu quả của các cơ chế hợp tác hiện có. Trước đó, vào đầu tháng 6 năm nay, đoàn đại biểu quân sự cấp cao Quân đội Nhân dân Lào do Trung tướng Kham Liêng U Thạ Cai Son, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Lào làm trưởng đoàn thăm chính thức Việt Nam. Tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Phan Văn Giang đã tiếp đoàn. Hai bên cho rằng trên cơ sở nghị định thư giai đoạn 2020-2024 và kế hoạch hợp tác hàng năm, hợp tác quốc phòng song phương thời gian qua ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực. Còn tại hội đàm, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Trung tướng Kham Liêng U Thạ Cai Son đã trao đổi về phương hướng hợp tác thời gian tới, đồng thời tiếp tục triển khai toàn diện kế hoạch hợp tác năm 2022 giữa Bộ Quốc phòng hai nước như giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới, đối thoại chính sách quốc phòng cấp thứ trưởng, đẩy mạnh giao lưu hợp tác giữa các quân khu, quân chủng, lực lượng bảo vệ biên giới hai nước thông qua các hình thức giao lưu kết nghĩa, tuần tra chung, hội nghị thường niên. Liên tiếp các chương trình giao lưu, trao đổi đoàn các cấp được các đơn vị của hai Bộ Quốc phòng tích cực phối hợp thực hiện. Trong đó có thúc đẩy hợp tác về công tác đảng, công tác chính trị thông qua nhiều hoạt động như trao đổi đoàn cấp cao, giao lưu sĩ quan trẻ, công tác tuyên huấn, thông tin, tuyên truyền, giáo dục truyền thống, đào tạo, tập huấn cán bộ làm công tác đảng, công tác chính trị. Trong những ngày này, các hoạt động của giao lưu sĩ quan trẻ Việt Nam-Lào đang được tổ chức tại Viên Chăn của Lào. Giao lưu nhằm tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau giữa sĩ quan trẻ hai nước, góp phần gìn giữ và phát triển mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa nhà nước, nhân dân và quân đội hai nước.